Bước tới đi. Anh Bính, trước giờ em luôn coi anh là một người anh trai tốt mà. Nhưng anh không bao giờ coi em là em gái. Anh hai. Dạ dạ. Dạ. Làm cái gì mà thập thò lén lút vậy hả? Dạ đâu có thập thò gì đâu. Mặt trường đã về thập thò gì. Định đi đâu vậy? Dạ đi làm. Làm gì? Dạ làm mô xin nha. Nhìn cái mặt của cô rất là gian. Dạ. Định làm chuyện gì tày trời đúng không? Dạ đâu làm gì tày trời đâu. Không làm chuyện gì mà con mắt lấu lê hả? Dạ. Nhìn thẳng vô mắt của tôi nè. Nhìn. Em giỡn mặt với tôi hả? Dạ. Em với anh Tính định làm chuyện gì tày trời đúng không? Dạ, đâu có làm gì đâu chị. Chưa có làm, chuẩn bị làm thôi. Chứ anh Tính anh dặn rồi. Anh nói là chưa. Nè. Nhờ nấu có gói mì nãy giờ chưa có là sao hả tí? Đi mua mì đi. Đứng lại. Mẹ tôi huấn luyện cô để phục vụ cho tôi chứ không phải để phục vụ cho anh. Nè. Đây là nhà của anh. Anh có quyền sai một tí. Dạ. Không đi đâu hết. Dạ. Đi, ra mua cho anh gói mì. Không. Trời thôi, bây giờ có đi hay không để em biết được em Tính nữa. Đi. Thiệt luôn á. Mướn ở đợi chi vừa đẹp vừa giỏi rồi tranh giành cấu xé nhau. Thiệt á. Giành quá là tức nước dở bờ là tôi nghĩ luôn á, tôi không có làm nữa đâu. Tí bị hoang tưởng hả tí? Hả? Nè. Anh với con Tí định làm chuyện gì mà ám đúng không? Cấm thắc mắc, cấm hỏi. Nếu không thì đừng có trách anh. Anh làm gì tôi? Anh Phát, sao hôm qua em đợi anh ở nhà mà anh không về? Dạ chào cô. Dạ cô ơi, con Tí nè cô ơi. Dạ. Dạ, cô khỏe không cô? Dạ. Dạ cô ơi, con có chuyện này muốn nói với cô á. À mà thôi khỏi nói đi cô ơi. Ừ thôi vậy nha, cúp máy rồi cô. Dạ. 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 Nói. Dạ cô bình tĩnh nha cô. Dạ. Cô ơi, tình trạng sức khỏe của cô bây giờ ổn không? Dạ. Cô có bị cao huyết áp không cô? Dạ. Cô có bị tiểu đường không cô? Dạ, anh Tính ngủ với chị Hạnh. Dạ, thiệt cô. Dạ, con chính mắt con thấy mà. Dạ, có. Con Tính quay clip lại đưa cho cô coi luôn á mà con sợ. Dạ, cô ơi, anh Phát nhà cô sắp hốt vỏ anh Tính nhà con rồi đó cô. Dạ. Cô, con người. Cô add Facebook con nha. Facebook con tên là cô Tí Mộng Mơ. Dạ. Cô add đi, có gì cô cháu mình thảo luận với lại bàn bạc cho nó dễ hơn nha cô. Dạ. Dạ, cứ cúp máy nha cô. Sao mình
nó láo một cách trơn tru cái gì trời. Không được, vô phòng đọc kinh. Dạ con nghe nè mẹ. Dì Quan gọi mẹ mắng vốn hả? Ờ, dạ không có mẹ. Mẹ nghe con nói đã, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ, mẹ. Alo, con nghe nè mẹ. Cái gì? Mẹ nghe cô Yến nói sao? Thôi, thôi được rồi. Chuyện của con tự giải quyết. Mẹ đừng có làm rùm beng như vậy. Thôi, con cúp máy nha. Anh ổn không? Thì em cũng thấy rồi đó. Không ổn chút nào hết. Em hiểu mà. Mọi chuyện từ từ nó sẽ ổn thôi. Nếu là công việc thì còn từ từ được. Còn đằng này thì... Anh uống nước đi. Thôi em uống. Anh xin lỗi lên. Anh vô ý quá. Để anh lấy khăn giấy lau cho em nha. Không sao đâu. Hai người đang làm gì vậy? Anh đừng có hiểu lầm. Không có những anh thấy đâu. Tại vì cũng giống như em thôi. Có điều anh trong sáng và văn minh hơn một chút. Anh phải. Anh thà lấy người yêu mình còn hơn là lấy kẻ phản bội. Phản bội? Anh nói như vậy là sao? Anh nói như vậy là anh quyết định rồi hả? Hai người quen nhau từ khi nào? Sao không nói cho tôi biết? Ít ra anh còn công khai chuyện này. Chứ không giống như em, vì cái lợi trước mắt mà tư tình với người khác. Được rồi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Coi như từ trước tới giờ tôi với anh chưa quen biết nhau. Em cảm ơn anh. Anh, chúc em ngày mới tốt lành. Anh đứng đợi đây chỉ để tặng hoa cho em thôi hả? Em bị làm sao vậy? Ai ước hiếp em, anh sẽ không tha cho người đó. Tại do em tin người ta quá đúng không anh?
người bạn lớn nhất sẽ không bao giờ hấp cho mọi trường hợp. Anh ăn táo đi. Anh ăn đi. Hồi chút nữa anh sẽ hết buồn mà. Bạn anh không tốt á thì anh đừng chơi với bạn nữa. Em với anh đã từng gặp nhau rồi hả? Vậy sao hồi đầu mới gặp nhau anh không nói cho em biết? Cái gì? Anh có chắc những điều anh nói không vậy? Anh quá xem thường tôi rồi đó. Chắc kinh nghiệm đã thâm từ lâu năm thì làm sao mà sai được. Vậy đi. À, nhờ chuyển hết phần tiền còn lại cho tôi. Làm gì mà nhìn tôi như kẻ thù vậy? Anh nói đi. Những lô hàng gần đây của Bin và Winnell không rõ nguồn gốc là do anh làm, có đúng không? Thì sao? Tao làm á. Mày có chứng cứ gì không? Hả? Hạnh bây giờ có tin mày không? Bây giờ ngoan ngoãn làm em rể tao đi. Hạnh trước sau gì cũng trở thành chị dâu của mày thôi. Anh làm gì như con đồ vậy Phát? Anh tính có làm gì anh đâu? Phát, Phát. Trời Phát ơi Phát. Em phải bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Từ từ rồi mình sẽ có cách giải quyết nha em. Bình tĩnh nha. Không sao đâu chị. Tại Phát đang nóng quá. Có gì em giải thích cho Phát hiểu. Thôi em hiểu mà, anh không cần giải thích đâu. Hai người. Được, anh chờ đó. Tôi sẽ tìm ra chứng cứ cho anh hết đường chối. Phát à, Phát. Em phải bình tĩnh, em calm down lại. Chuyện đâu còn có đó. Thế giới này để chị lo. Trời ơi, anh có sao không? Anh cảm ơn em nha. Phát! Phát! Trời ơi, cái chân chị nó dài. Chị đứng theo tôi nữa. Cái chân nó dài, nó đi lẹ quá. Phát! 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 Trời ơi! Trời ơi, chân ngắn quá, tôi rồi không kịp nổi nó luôn á trời. Phát! Anh xe ôm, anh giúp giùm tôi. Đi. Anh chở tôi. Ở đây có chuyện gì đúng không? Ở đây có người xỉu đúng không? Dạ. Bị ngộ độc quá chất đúng không? Hả? Sao bữa hôm mới là công an rồi hôm nay thành xe ôm luôn vậy? Bữa công an nay xe ôm bình thường mà. Bình thường cái gì mà bình thường? Cái này là bất bình thường rồi đó. Nè, đứng lại nghe chưa? Đứng lại. Anh mà chạy là tôi la lên đó. Cái gì vậy? Tôi la lên đó. Bố người ta, tôi đang bị đừng. Trời ơi, giữa Thanh Thiên, Bạch Nhược. Trời ơi, tôi nựng chị hồi nào? Còn cãi nữa hả? Trời ơi, bây giờ tôi không đứng đây nói chuyện với chị nữa. Tôi bỏ xe luôn. Tôi bỏ xe. Cái gì vậy? Bố người ta ôm tôi luôn rồi nè. Trời ơi, người ta ôm.
được rồi. Bây giờ chị muốn cái gì em chịu. Anh Phát. Hả? Anh không nghe em gọi hả? À, anh nghe mà. Em nói gì em nói đi. Anh đang nghĩ gì vậy? Linh à? Dạ. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi, em nghe nè. Anh không thể nào tiếp tục lừa dối và lợi dụng tình cảm của em được nữa. Anh... À, thôi em hiểu rồi. Anh không cần phải nói gì nữa đâu. À, thôi mình kêu gì ăn nha. Rồi lát nữa anh chở em đi dạo quận 1, quận 7 hay quận 10. Quận nào cũng được hết á. Em thích đi quận nào? Em muốn đi về. Chị Linh có ngoài không chị Linh ơi? Chị Linh ơi chị Linh. Chị có đó không chị Linh ơi? Trời ơi, chị ơi làm em mất hồn chị ơi. Em làm cái gì vậy? Chị chứ có ai đâu mà em giật mình. Dạ dạ dạ. Em đem bên nước ấm lên cho chị uống cho đỡ chị. Chị uống, em muốn uống thì em uống đi. Đi ra. Dạ. Chị em biết chị đang buồn vì tình cảm giữa chị với anh Phát, nhưng mà thôi em nói chị nghe nè, chị đừng níu kéo nữa. Tình cảm mà mình níu kéo hoài cũng không có kết quả tốt đẹp đâu chị. Làm cái gì mà nói chuyện như bà già vậy? Tình ái là cái chi chi mà sao ai cũng đi vào đi ra. Thôi, chuyện tình cảm á chỉ là phân nửa thôi. Chị cũng biết trước kết quả rồi. Cái chị khó chịu bây giờ á là chị cứ im lặng.
Hết hồn. Em làm gì vậy? Dạ. Chị tính nói á là tính nói cho mọi người biết chị anh hai đứng sau chuyện này được không? Đừng có nói chị. Đừng có nói ra. Em không muốn đi xa đâu chị ơi. Đừng có nói ra. Em làm gì vậy tí? Dạ. Không muốn đi xa. Mẹ đi đâu? Dạ. Đừng nói chị ơi. Đừng có nói gì hết chị ơi. Em làm cái gì mà tay chân em rung vậy? Em bị rung tay phải. Buông cái tay trái ra. Buông ra. Dạ. Chuyển cái ly nước qua tay bên trái. Dạ. Em bị bệnh chị, em bị bệnh. Bệnh cái gì mà bệnh? Dạ. Em bị làm sao vậy tí? Dạ. Dạ không có gì chị. Bây giờ chị mới nhớ ra là cách đây vài hôm em có vô phòng chị để dọn dẹp. Dạ. Sau đó em ngủ quên. Mà em ngủ một cách rất là ngon lành. Dạ. Sau đó em cũng mơ là Đừng có nói ra, em không muốn đi xa. Dạ. Con muốn đi xa là đi đâu? Hả? Em đi ngủ mà chị. Ngồi đó, đi ngủ cái gì mà đi ngủ? Dạ. Tí. Dạ. Em với anh hai chị đã làm chuyện gì đúng không? Chị đâu có gì đâu chị. Dạ. Thật sự có chuyện đúng không? Dạ không có chị. Dạ, nói. Dạ, không có gì hết chị. Nói. Dạ. Em mà không nói chị cho em đi xa luôn đó. Chị em nói. Chị đừng. Nói. Chị đừng cho em đi xa nghe chị. Dạ chị. Nói. Dạ chị bình tĩnh nha. Chị đang rất bình tĩnh. Em đừng có chọc chị không bình tĩnh nha. Dạ chị có nhớ cái buổi mà chị Hạnh ngủ trong phòng của anh Tính không? Trước lúc đó em có bỏ thuốc vô ly nước của chị Hạnh. Cái gì? Em bỏ thuốc vô ly của Hạnh hả? Dạ. Em lỡ bỏ chị ơi. Lỡ có chuyện gì rồi sao? Dạ em sợ lắm chị. Sau cái buổi đó em cứ bị ám ảnh hoài à. Giống như ai đó đang theo dõi em vậy đó chị. Chị ơi em lỡ bỏ chị ơi. Em hứa chị, em sẽ tìm đủ mọi cách em chuộc lỗi lại. Em đâu có ngờ làm người tốt nó khó mà làm người xấu nó còn khó hơn vậy nữa chị. Em sợ lắm chị ơi. Sợ lắm. Em đỡ được phần nào rồi. Tới đâu rồi tí? Nhờ mua có chiếc nhẫn cũng xong nữa. Rồi, em đang về nè, chờ chút. Trời ơi, nhanh lên, gấp lắm rồi. Em có đồng ý bỏ qua hết tất cả và làm vợ anh không? Anh biết mình sai rồi. Em đừng bao giờ tin nó. Nó không thật lòng với em đâu. Người duy nhất trên thế gian này yêu em chính là anh. Anh hai dừng lại đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Em nói cái gì? Hả? Em nói là anh dừng lại đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Em biết gì mà nói. Anh nín đi. Anh. Chào cả nhà. Hôm nay cả nhà đông vui quá à. Tôi sẽ cho coi một cái clip rất là hot, rất là hay để biết được cái bộ mặt thật của cái người đàn ông này. Đây. Coi đi. Cách đây mấy hôm, tự nhiên tôi đang nằm chờ khách, có một anh thanh niên tới á, đưa tiền cho tôi, kêu tôi kiếp bộ đồ công an mặc lên. Mà nghĩ lại mới tức. Trời ơi, mấy người ở trong tiệm nail á, giả làm khách bị xỉu á, nhiều tiền hơn tôi. Biết vậy tôi đóng vai giả làm người xỉu trong tiệm nail, sướng hơn giả làm công an, ít tiền gần chết luôn à. Và người đàn ông mà tên xe ôm này nói, đó chính là Tính. Làm sao vậy coi cái clip này?
Hả? Hả? Ê, 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 đừng có làm vậy nha. Đàn ông ai lại làm thế bao giờ? Đây, cho các bạn coi một cái clip thứ hai còn hot hơn, còn chấn động hơn nữa. Coi đi. Tất cả mọi chuyện là âm mưu của tôi. Tin anh hả? Anh nói tôi tin anh hả? Tôi phải tin làm sao đây? Tin anh đi. Tin anh. Từ giờ trở về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thảnh, buông ra. Bình. Ê, ê. Ê. Bình. Ê, ê. À. Mọi người đứng anh đó. Hai. Bỏ anh ra. Anh hai bình tĩnh đứng nha. Đó. Bước tới một phát tôi đâm hạnh liền. Anh Tính. Tin không? Bước tới đi. Anh hai. Bước tới đi. Anh Tính. Anh làm cái gì vậy anh Tính? Bước tới đi. Anh Tính, trước giờ em luôn coi anh là một người anh trai tốt mà. Nhưng anh không bao giờ coi em là em gái. Anh hai. Lại. Anh hai. Xin lỗi anh Tính. Mời anh theo tôi về đội điều tra. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ừ. Anh có nhớ không? Trên cái con đường này, trên mảnh đất này luôn, hồi trước có hai đứa lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng giận nhau. Xé một chút xíu nữa ha, quýnh nhau luôn nữa. Bậy à nha. Chỉ có cô gái đó đòi đánh chàng trai yếu ớt thôi chứ bộ. Ủa, tiệm nail của anh gần tiệm nail của em quá vậy? Trùng hợp quá ha. Ở đây cũng có tiệm nail. Đi vài bước nữa cũng có tiệm nail. Không chừng ở đây trở thành một khu phố nail và các quý bà làm đẹp sẽ có nhiều sự lựa chọn. Cô hay lắm. Cảm ơn anh quá khen. Happy. Cô làm gì phòng tôi? Tôi đi kiếm đồ. Kiếm cái gì? Tôi phòng của tôi mà cô kiếm cái gì hôm nay? Hai người vô phòng tôi làm cái gì? Tôi đâu có làm cái gì đâu. Bây giờ tôi đi về nè. Không cho dây. Phải có lại. Đi lại. Cứ nghe anh nói nè Phát. Trời ơi. Phát. Đúng là An gia mà. Tại hai người hết á. Vừa lòng chưa? Đưa đây. Không. Đưa remote đây. Không. Anh lại làm gì tôi? Ê, nè nha. Anh mà quýnh tôi là anh đi tù nha. Quýnh? Tại sao phải quýnh cô chứ? Chứ tôi sẽ ôm cô, hung cô. Biết đấy. Anh Linh, tôi đạp vô trong mặt anh không? Đạp đi, đạp đi. Nè, anh tưởng tôi không dám hả? Ừ, đạp đi. Ê, anh buông ra. Giờ thì nhiệm vụ của anh rất là quan trọng. Anh phải lèo lái con thuyền Queen Nail thật lớn mạnh. Và còn phải lái phụ con thuyền Bin Nail của cô chủ dễ thương nữa chứ. À, hay là hai con thuyền mình gom lại thành một đi. Bin Queen Nail nghe cũng được á. Không có được đâu. Cái chuyện đó phải hỏi ý kiến hai mẹ nữa chứ. Em không có tự quyết được. Lớn rồi mà chuyện gì cũng hỏi ý kiến của phụ huynh hết á. Anh mất cười quá à. Thì mình còn nhỏ, mình phải giải quyết chuyện nhỏ. Còn chuyện lớn thì mình phải hỏi ý kiến hai mẹ chứ, đúng không? Anh Phát. Anh Phát. Cái anh cha này làm như tôi ngủ không vậy? Không biết độn thổi dưới đất hay đi đâu trên trời nữa. Vậy thì
em có thể quyết định được chuyện đại sự của hai đứa mình không? Làm vợ anh nha. Anh không dám hứa là mình sẽ lái con thuyền Pinguinel vượt biển thành công như thế nào. Nhưng anh tin chắc rằng mình sẽ lái con thuyền hạnh phúc mang tên em đến bến bờ bình yên và viên mãn. Anh yêu em. Chúc mừng hai người. Cuối cùng thì trận chiến của hai đại gia ngành neo đã kết thúc. Cảm ơn Linh. Cảm ơn Linh. Anh có chuyện này muốn nói với em. Anh không cần phải nói đâu. Em biết anh nói cái gì mà. Hôm nay em đến đây á là muốn nói lời chào tạm biệt hai người. Em sẽ bay về Úc. Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn Linh nha. Tạm biệt. Tạm biệt Linh. À, đâu có dễ như vậy. Trận chiến này nhất định sẽ quay trở lại.